Cô hướng dẫn bọn em làm bài kiểm tra 4 nhé. Đây là một trong những cái đề bài kiểm tra 4 này. Bài kiểm tra này thì thường ấy là nó sẽ có hai lớp. Ví dụ ở đây có lớp công dân, công nhân và lớp xưởng sản xuất. Xong hai lớp đấy nó lại thuộc, nó có mối quan hệ, nó thuộc vào một lớp khác là lớp bằng chứng công. Thì lớp công nhân nó có mã công nhân, lớp sản xuất, xưởng sản xuất nó cũng mã xưởng sản xuất. Lớp công nhân thì là một số nguyên có bốn chữ số tự động tăng, còn lớp xưởng sản xuất thì là một số có ba chữ số và nó cũng tự động tăng. Thế bảng chấm công này là chấm công cho mỗi một công nhân nó thuộc về cái xưởng sản xuất đấy. Nếu như chúng ta thấy là nó có một cái ràng buộc là lập bảng chấm công cho mỗi công nhân. Đấy. Một công nhân có thể đổi xưởng sản xuất nhiều lần trong tháng. Trong đó mỗi công nhân cho biết đang làm tại sản xuất nào. Vậy thì công nhân nó có thể làm một cái xưởng nào đấy. Nhưng dĩ nhiên là một công nhân có thể đổi xưởng. Nhưng mà tổng cái số ngày làm đây thì nhỏ hơn hoặc bằng 31. Và chắc chắn là mỗi công nhân với một xưởng thì trong tháng đấy nó chỉ làm một lần thôi. Đấy. Thì gần như là các bài nào chúng ta cũng thấy là cái đối tượng thứ ba này, tức là cái lớp thứ ba này ấy, thì nó như là một ba cái lớp này nó không liên quan gì đến việc là lớp cha lớp con cả, chỉ có cái là trong lớp bảng chấm công nó chứa công nhân và chứa xưởng sản xuất. Vậy thì cái bảng chấm công này ấy, thì cái mã công nhân và cái mã sản xuất nó như là cặp khóa chính của cái bảng chấm công này. Trong một bài này nó luôn có là mình sẽ làm cái giao diện cho ba cái lớp này. Mình sẽ nhập, ví dụ giao diện là một bảng sẽ có nhập và xóa, thì bảng kia sẽ có nhập và sửa. Đại loại là như vậy. Còn cái bảng chấm công này thì là chỉ có nhập thôi và tất cả nó đều lưu vào file. Và cái sắp xếp này thì có ràng buộc của cái này nhé. Tức là nếu như nó chỉ có thể là lựa chọn một thôi mà. Một là sắp xếp theo cái này, hai là sắp xếp theo cái này. Thế vậy thì lựa chọn một thì chỉ có Zico Mock hoặc là Radio Bottom thôi. Còn cái câu cuối cùng thì bao giờ là một câu thống kê. Đấy, ở đây là thống kê mà nhóm theo công nhân. Bởi vì công nhân người ta làm ở nhiều xưởng. Đấy thì nhóm cái thu nhập người ta lại. Đấy. Bây giờ làm bài này nhá. Cô sẽ lưu một cái bộ sách này. Ví dụ như là kiểm tra 4 đi. Bây giờ chúng ta sẽ có cái model đầu tiên là model công nhân. Vì nó sẽ lưu vào file nên nó sẽ kế thừa và nó implement chứ. Implement label. Nó có các thuộc tính sau. Mã này. Tên, địa chỉ, số điện thoại. Cái này chắc là lần sau hết rồi. Họ tên à? Họ tên này. Địa chỉ này. Điện thoại này. Đều là sau. Bậc thợ là một số từ 1 đến 7.
để bậc đi. Con chắc chờ đủ đối đi. Getter and setter đi. Cho tất cả. Ở đây nó sẽ có một cái để chúng ta ghi vào bảng. Ta đổi nó thành mảng các đối tượng. To object này. Nhớ không có chữ S nhé. Đấy, không có chữ S này. Để chúng ta lưu vào bảng. Lưu vào cái bảng. Return new một cái object này. Thường ấy thì là chúng ta sẽ cho những cái trường nào vào cái đấy. Cái bài này thì ít quá nên cô đưa tất đi. Mã này, họ tên này, địa chỉ à, đúng không? Điện thoại này, và cuối cùng là bậc này, đưa tất vào. Lớp thứ hai là lớp gì đây nhỉ? Lớp xưởng sản xuất, xưởng đi cho ngắn. Cũng giống lớp kia, implement một cái series label có các cái thuộc tính. Thứ nhất là mã này, thứ hai là tên, tên xưởng, thứ ba là gì nhỉ, hệ số công việc. Getter and setter. Cuối cùng là to object. Có mã này, có tên này, có hệ số này. Đã làm xong được hai lớp này, tôi tiện mình làm luôn cái lớp bảng chấm công nữa được. New cái bảng chấm công, bảng chấm công, bảng chấm công này cũng ghi vào file nên chúng ta cũng phải implement ra label. Trong cái bảng chấm công này thì chắc chắn là nó chứa hai cái đối tượng mà chúng ta vừa tạo rồi. Thứ nhất là công nhân này. Thứ hai là xưởng này. Thứ ba là công nhân có thể thay đổi xưởng số ngày ấy này. Tổng số ngày làm việc tức là số ngày. Số ngày. Còn gì nữa không nhỉ? Số ngày. Tạm thời như thế đã. Số ngày này. Vậy thì get set này. Chúng ta xem là cái tụ object thì cần phải có cái gì. Là cái bảng này sẽ cần phải đưa những cái gì ra. New object này. Đây. Nhìn vào cái phía dưới đây thì sẽ suy ra được là cái bảng bằng chấm công thì có những cột gì. Chắc chắn là có hai cái mã đấy rồi.
là thứ nhất là cái mã mã của công nhân. Cái thứ hai, ở đây nó có sắp xếp theo tên công nhân này, thế vậy mình đưa luôn tên đi. Công nhân ghép tên, ghép họ tên đấy. Cái họ tên này. Và cái thứ hai là mã của cái xưởng ấy. Cái xưởng này. Chấm ghép mã. Tên công nhân này. À đây. À, số ngày làm việc đi. Số ngày. Đấy, ít nhất là chúng ta nhìn thấy là những thứ đấy cần phải đưa ra rồi. Có ba cái này. Bây giờ cái bảng 1 thì là nhập và xóa. Cái bảng 2 thì là nhập và sửa. Cái bảng 3 thì chỉ có nhập thôi. Thế nhá. Mình sẽ new một cái package là controller đi. À, mình new ở đây đi. New ở đây chứ. New một cái controller. Mình sẽ lấy một cái file vào ra. Vào ra hôm trước học rồi. Một cái file vào ra mình có sẵn. Nó ở lớp nào cũng sẽ có cái file vào ra đấy. Đây, cái file vào ra này, công C này. Đọc ghi đấy. Đây. Công V này. Đấy thì nó sẽ có một đọc file ra rồi ghi viết file vào file đấy. Đấy. Exception nữa đi. Bài này không hiểu là có cần cái chắc chắn nó có exception rồi. Validate exception nhé. Có thêm thông báo đi. Super đi, gọi super. Validate action này. Wow, cái này phải cho vào đây chứ. Refactor. Cho vào trong đây chứ. Cái validate action. Nào bây giờ đến giao diện. Là chương trình chính đấy. Thì chắc là mình sẽ viết được một cái form. Giả sử là main đi. Mình kéo thả hết vào đây đi. Đầu tiên là có một cái tab pane này. Sau mình add ba cái panel vào nhé. Ép từ cái tab P này nhé. Này, ép cái panel vào cái thứ hai này. Đây này. Mình ép cái thứ ba đi. Đấy. Thì cái thứ nhất nó chính là công nhân đi. Cái thứ hai là xưởng sản xuất đi. Cái thứ ba là bảng chấm công. Có ba cái mà. Công nhân trước đi. Thì nó có một cái bảng này. Mình có thể sửa cái bảng đấy như sau. Đầu tiên mình đặt tên là table đi. Table đây là table công nhân cho nó tiện. Mình có thể đặt nó cứng như này được. Bởi vì mình chốt nó là table công nhân rồi mà. Thì nó có từng tiêu đề đấy. Ví dụ công nhân vừa rồi mình thấy là nó có gì nhỉ? Nó có cái mã này. Nó có họ và tên này. Nó có gì nhỉ? Họ và tên rồi vừa rồi nó có gì đấy nhỉ? Địa chỉ à? À, địa chỉ. Rồi đến gì nhỉ? Điện thoại.
hoại. Còn gì nữa không nhỉ? Công nhân à, điện thoại là thêm một cái nữa là bậc. Mình có thể để cho người dùng không được sửa thẳng một cái bảng ấy, này không thể sửa một cái ấy. Ok, bây giờ mình sẽ nhập những thứ này vào. Một, hai là nhập cái gì nhỉ? Mình cho hai cái panel vào đây đi. Đỡ layout cho nó dễ. Đây là cái panel để nhập này. Đây là panel để mấy cái nút. Thứ nhất là mã này. Thứ hai là tên này. Thứ ba là địa chỉ này. Địa chỉ này. Rồi thì điện thoại này. Và cuối cùng là bậc này. Mã này. Họ là tên này. Địa chỉ này. Điện thoại. Bậc này. Mã này. Bây giờ mình đặt tên đây là mã công nhân nhé. Này không cho nó sửa này. Này là họ tên công nhân đi. Không rồi. Công V không rồi. Công C nhé. Công V không được. À được mà. Cái này là điện thoại này. Này là địa chỉ chứ. Địa chỉ này. Cái này là thoại này. Cái này đổi tên. Ok. Cái cuối cùng là cái này, cái bậc bậc này. Cái này là bậc công nhân. Bậc là từ mấy đến mấy nhỉ? Bậc này là từ 1 đến 7.
Bây giờ có những nút gì? Nút thêm mới này, nút cập nhật này, nút bỏ qua này, nút sửa này, chắc là thêm nút lưu lại nhé. Thêm mới này. Cập nhật. Bỏ qua này. Đây là xóa nhỉ. Lưu file này. Là sửa cái này là thêm công nhân bốt tầm đi. Cập nhật công nhân bốt tầm đi. Là bỏ qua công nhân bốt tầm đi. Đợi mình xong được phần kéo thẳng và giao diện. Thế thì ở đây mình sẽ phải khai những gì? Thứ nhất là mình sẽ phải khai cái danh sách, tức là list. Ở đây là list công nhân. List công nhân này. Rồi list công nhân này. Khởi tạo nó này. Một là list công nhân. Thế thì ở đây nó sẽ liên quan đến cái bảng. Cái bảng thì dùng là default table model này. Đây, default table model. Đấy, ví dụ TM là default table model nhé, là công nhân đi. Đấy. Ở đây là mình dựng cái model rồi, nên mình sẽ lấy được của cái bảng mà nó có model rồi ấy, bằng lệnh cái là get model. Tất nhiên là mình ép kiểu cho nó thành cái default table model. Đây, default table order. Cái tiếp theo là mình sẽ phải có cái tên file. Giả sử đây là fr này đi. Mình khởi tạo cái fr này. Nó sẽ bằng, nó ở source sheet này, ở controller này. Giả sử nó tên là chấm dat đi. Lại có cái file này rồi. Nào bây giờ mình tạo cái này rồi. Bây giờ mình sẽ viết cho các cái nút này. Thế bây giờ sẽ có là nếu mà ban đầu chạy thì cái này, hai cái này bị mờ đi này. Thế khi nào mà hai cái này bật lên thì hai cái này mờ đi này. Bây giờ cô sẽ viết cho một cái để nó làm cái điều đấy.
Giả sử đây là set bút tầm đi, đây là bút tầm công nhân đi, đây sẽ đặt cho là bun. Đấy thì ban đầu tiên đấy là cái nhập thêm chứ nhỉ, thêm này set enable đây thì cái cập nhật này set enable sẽ ngược lại. Đây là bỏ qua. Ban đầu thì cái này là true. Set cái bottom này. Tức là cái nút thêm nó đang được bật sáng, còn những nút kia thì mờ đi. Đấy, tức là set cho cái này. Bây giờ mình sẽ viết sự kiện cho cái bảng này. Thì mình có thể viết ở đây một cái gọi là cái gì nhỉ? Gọi tên nó là event event nên mình sẽ viết sang này, con c viết sang dưới này, gọi nó đấy mà. Đấy, viết cho những cái này, viết cho các cái nút này. Đấy, thì đầu tiên là viết cho nút gì đầu tiên nhỉ? Đầu tiên là luôn nhập đi, luôn nhập chơi, nhập à thêm đi, thêm đấy, khi mà mình tích chuột vào nút thêm ấy thì cái mã sẽ được đặt bởi setText ấy, được bật bởi cái nó là một số có bốn chữ số, nó sẽ bắt đầu bằng 1.000 mà cộng với cái list này, với cái size của nó ấy, cái này cộng với sâu. Xong rồi mình sẽ chuyển chuyển cho nó về cái này số 2 nhỉ. Đây họ tên đây, đây là à đây có số 2 đâu, đây xem địa chỉ, ok cho mình chuyển nó về về đây để cho người dùng có thể nhập liệu. Xong mình set lại cái bottom này là false. Đấy là được cái nút gì nhỉ? Được cái nút thêm. Bây giờ đến nút cập nhật. Khi mà mình cập nhật vào ấy. Đấy. Thì khi mà mình cập nhật thì cập cái này, cái này. Cái điện thoại chắc chắn là số rồi. À, cái gì nữa nhỉ? Cái điện thoại này phải là số. Nếu mà gõ vào chữ thì không được. Đấy, nên mình try catch. Nếu này. Nếu như mà cái điện thoại đấy mà get tag đi, get tag mà match với một cái số, mà nếu như nó không phải là số, nếu như nó không phải là số thì mình sẽ đẩy ra một cái exception true, new một cái valid exception. Đây mình viết ra là điện thoại nhập số nhé, điện thoại
thoại, nhập số. Mình có thể viết ra cái này bằng một cái gì? Option in. So message this. Và đây là viết ra cái EX này. Viết ra cái này rồi thì mình bay về cái đấy. Tức là điện thoại request focus để chạy về cái đấy. Tức là nếu như mà không, nếu mà đúng rồi, tức là nó đã nhập đúng rồi ấy, thì mình sẽ new cái công nhân thôi. Đây, tức là một cái công nhân C đi, new một cái công nhân. Ở đây mình sẽ có cái mã thì phải path ra rồi. Path. Cái mã này lấy ở cái mã công nhân get tech. Cái thứ hai là họ tên thì lấy ở họ tên get tech. Cái thứ ba là địa chỉ thì lấy ở địa chỉ get tech. Cái thứ tư là điện thoại. Điện thoại get à get tech. Cái cuối cùng là gì nhỉ? Bậc. Bậc này mình phải thả nó ra này. Chấm thả này. Cái bậc này mình lấy ở cái bậc. Đây bậc bậc bậc. Get selected item. Đây phải to swing. Đấy, mình lấy được cho nó đầy đủ cái này. Sau mình đồng thời mình sẽ add nó vào hai thứ. Đầu tiên là mình add vào cái danh sách. Cái thứ hai mình add vào cái bảng bằng cái lệnh là add row. Xong rồi thì mình to object. Khi mà mình nhập thành công rồi ấy thì mình set lại cho cái bottom này là true. Đấy, là mình đã làm xong được cái nút gì nhỉ? Hay là có thể trước khi mình request thì mình có thể xóa cái này đi. Set này. Xóa đi cũng được. Đấy là cái nút cập nhật. À nút thêm mới. Bây giờ đến nút gì nhỉ? Nút xóa. Thế thì trước khi nút xóa ấy, thì mình phải chọn cái đối tượng cần xóa này. Thì mình tích chuột đấy. Tích chuột vào đây. Cho nó nhanh. Cái đấy mình có thể một cái interface là mouse listener. Nhưng mà thôi. Cái này mình có thể dùng cái xóa lại được, không cần phải cái mouse listener. Tức là khi mà mình tích chuột vào một cái dòng này thì xóa. Thì xóa cái dòng đấy. Chứ không, ở đây nó không có, mình không cần phải sửa nên mình có thể mình không cần phải đẩy xuống đây đâu. Chỉ cần chọn cái dòng mình xóa và mình xóa nó thôi. À, vậy thì không cần phải viết cho cái này. Ta không cần phải viết cái này. Thì bây giờ mình xóa, muốn xóa cái này đi nhá. Thì mình vào cái event này. Mình xóa để cái mouse này. Đấy, remove nó đi này. Ok. Mình sẽ xóa được ở bên đây này. Đấy, nó không còn nữa. Ở đây mình chỉ cần viết cho cái nút xóa thôi. Có nghĩa là mình đã lựa chọn cái gì đấy để xóa nó. Viết cho cái nút là gì nhỉ? Nút xóa. Đây là xóa. Add cái listener này. Xóa thì mình lấy được cái dòng mình xóa bằng cái là tb get selected row.
cái dòng cần gì, cần xóa, chúng ta chỉ xóa được khi mà cái dòng đấy nó sẽ phải lớn hơn bằng không, và cái dòng đấy ấy, nó sẽ bé hơn cái TB Z row cao, Z row cao đây, bé hơn cái này thì mình xóa. Còn nếu không ấy thì ta bảo nó là chọn dòng để xóa. Chọn dòng để xóa. Thế này thì xóa được này. Bây giờ muốn xóa ấy, thì đầu tiên là mình xóa ở cái danh sách trước đi. Cái list này, remove ở dòng thứ row. Rồi cái bảng đi. Cũng remove row thứ row. Đấy. Xóa cả ở bảng và xóa cả ở đây. Bây giờ đến lưu đi. Lưu. Viết cho nút là lưu. Lưu có nghĩa là mình gọi thằng ra file, vào ra file này, viết vào này. Lưu cái này. Cái bậc này. Đấy. Mình sẽ thêm mới này. Nó bắt đầu từ số có 4 chữ không mà. Ví dụ như là Tô An An này. Đấy. Địa chỉ là số 10 Chùa Bộc đi. Ví dụ điện thoại mình gõ chữ này. Mình ấn cập nhật này. Đấy. Thì nó là điện thoại. Phải nhập số. Mình có xóa đi để mình nhập số này. Đấy, bây giờ mình bỏ qua. Sao nó không làm gì? À, mình chưa viết cho cái nút bỏ qua. À, cập nhật này. À, tí mình còn viết cho cái nút bỏ qua nữa. Vừa rồi là... sao nó lại... À, mình chưa xóa cái bảng này. Đầu tiên là phải xóa cái bảng này đã. À, bây giờ mình viết cho cái nút bỏ qua nữa. Mình chưa viết cho cái nút bỏ qua. Đâu nhỉ? Cái even đây. Bỏ qua này. Bỏ qua. Bỏ qua có nghĩa là mình không làm gì cả. Và mình sẽ chỉ gọi là set cái này là chua. À, vừa rồi nó có một vấn đề nữa là khi mà mình chưa xóa cái này này. Đây, cái mình chỉ làm này thôi. Mình chưa xóa. Chưa xóa tức là TM set row cao bằng 0. Thế nó mới có mấy thứ đấy. Đấy. Bây giờ mình sẽ có một điều này nữa là này. Sau khi mình có dữ liệu rồi ấy, thì mình gọi lần sau ấy thì dữ liệu nó điền vào đây. Thế vậy thì trước khi mà mình đây cái chỗ khởi tạo này. Cho mình cái khởi tạo này. Mình cho cái chỗ đấy vào đây đi. Tức là nếu như cái file đấy new cái file new cái file mà có cái F này này đấy import cái file này vào nhé. Nếu mà cái này mà đã tồn tại
là đã tồn tại cái file này thì cái này này mình sẽ đọc từ file ra sẽ bằng là vào ra file này, đọc ra, đọc từ cái file này ra. Còn nếu không ấy thì mình mới khởi tạo nó này. Tức là nếu mà nó có rồi thì đọc nó ra, khởi tạo nó. Sau đấy ấy, thì mình sẽ gì? Mình sẽ viết ra đi. Thôi, gọi một cái private ở đây này. Nhỡ khi tí nữa mình có dùng đến không ấy thì mình gọi nó cho nhanh. Đây là đọc đọc CN. CN ra nhé. Đấy, thế thì mình cho cái này vào đây luôn đây. Không tích vào đây đi. Xóa sạch nó đi. Thì ở đây mình sẽ gì CN. À, vậy thì cái này phải được khởi tạo ở trên nhé. Khởi tạo ở trước. Không biết này. Khởi tạo trước chỗ này. Không về, nó phải khởi tạo đây chứ. Để nó có cái này nhé. Khởi tạo đây. Thế xong rồi khi mà có cái này rồi ấy thì mình sẽ gọi cái đọc CN này. Đây đọc cái CN này. Đọc cái CN này là mình sẽ viết vào bảng ấy. Mình viết nó vào bảng. Đầu tiên là xóa sạch nó đi này. Và mình sẽ viết vào bảng này. Viết cái list này vào cái bảng này. Sẽ là tm row. Viết từng cái phần từ đấy vào bảng. Tủ sách viết vào bảng. Mình đọc cái này. Đấy, ban đầu nó chưa có, nó chưa đọc được cái gì. Bây giờ thêm mới nhá. Đấy. Tô An An này. Địa chỉ là số 10 Chùa Bộc đi. Điện thoại là cái gì đấy đi. Cập nhật này. Bây giờ mình thêm mới này. Chạy vào đây ví dụ như Trần Anh Tuấn đi. Ví dụ như là số 20 Quán Sứ đi. Điện thoại là gì đấy, cái này của nó là số 4 đi, cập nhật đi. Đấy. Bây giờ giả sử như là mình ấn tôi ấn lưu trước đi, xong xóa sau nhé, lưu này, xong mình ấn xóa này thì nó bảo là phải chọn dòng để xóa, mình chọn dòng này mình xóa này. Đấy. Bây giờ mình lưu thì là nó chỉ có cái này thôi. Bây giờ vừa nãy mình lưu trước này thì nó có hai dòng. Giả sử mình thoát nhé, mình chạy lại này. Đấy, thì nó có hai dòng rồi. Bây giờ cô dừng ở đây. Cô sẽ chia cái này ngắn ra. Dừng cái video ở đây để cô sẽ làm cái phần tiếp theo sau.